Hi, xin chào các bạn, đôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nhé các bạn. Đó, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hoàn thiện xong luôn cái sở thú thời hiện đại nhé các bạn. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi qua thăm mấy cái em Memmoot trước đã. Đó, cái này là Memmoot của phiên bản mod Fossil and Archaeology nè các bạn. Ôi, nhìn nó đẹp vãi chữ luôn ha. Nó bự hơn những con Memmoot kia rất là nhiều luôn nha các bạn. Và nhìn nó cũng khác biệt nữa nè. Nhìn cái cặp ngà của nó rất là dài luôn anh em à. Rồi, nãy giờ thì mình có đứng ở đây mình tiến hành farm tuyết từ cái em người tuyết này nè. Đó, đây là cái chỗ để mình farm tuyết đó các bạn ơi. Chúng ta có thể farm rất là đơn giản thôi. Ôi, à đây cái điều của tôi đây, tưởng để đâu mất rồi chứ. Đây, chúng ta farm vào cái này nha các bạn. Đó, cái tấm tuyết này nè, như vậy nó sẽ cho mình rất là nhiều tuyết luôn. Và tuyết thì mình có thể làm được mấy cái khối tuyết. Đó, đấy, như vậy là chúng ta sẽ được một cái snow nha các bạn, là một cái khối tuyết nè. Rồi, dương cục nè, trội đi. Quá là xịn sò luôn. Đây, ở đây mình có khá là nhiều khối tuyết nha các bạn. Rồi, đó, quá chừng khối tuyết luôn. Và mình cũng có quay trở lại cái vùng băng tuyết các bạn, để mà lấy thêm bắc ai. Đây là những cái loại băng nó không có tan chảy được nè. Này là đá khô nha các bạn, nhìn rất là xịn sò luôn. Ôi, chỗ này nó có một em gấu nâu hả? Ôi, sao ngoài này banh quá chừng vậy? Ôi, có vẻ như là cái bọn này nó chơi nó nghịch quá anh em à. Nó đá banh ra hơn ngoài này hết nè. Thế mình vô mình thảy lại đi. Đó, mấy em chim này. Hiện tại thì mình đang chơi ở chế độ bình yên nha các bạn, để cho mấy cái em gấu á, nó sẽ không tấn công mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi quay trở lại cái khu sở thú thời hiện đại của tôi coi. Đó, ở đây thì mình có một cái em rùa rất là to nha các bạn. Đây là Leonardo nha, một trong bốn cái tên của ninja rùa đấy các bạn. Đó, và nó có cầm cái loại vũ khí nè, hình như là thanh katana thì phải. Rồi, nhìn khá là xịn sò luôn. Và cái con rùa này nó đeo băng quấn đầu màu xanh nè. Cái kích thước của nó mình không có ngờ là nó bự đến như vậy luôn các bạn. Coi nè, ôi, nó bự hơn mình luôn á, kinh khủng chưa. Rồi, tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm về em gấu Bắc Cực nha các bạn. Đó, sẽ không làm về voi nữa đâu. Tại vì sẵn tiện để xong bốn cái loài gấu luôn. Đó, tập hôm trước mình có đưa mấy cái con voi về nè. Đó, Songhua River Memmoot. Đây là voi Memmoot thảo nguyên nha các bạn. Và đây là voi Memmoot long xoang. Cái loài thảo nguyên thì nó kích thước nó to hơn rất là nhiều luôn. Ôi, nhìn đã và chữ hả các bạn ha. Xịn chứ bộ. Rồi ra mình cũng có mấy em chó sói nữa nè. Đây. Ô, mấy con gấu mình nó bị đứt dây rồi. Ôi, khá là nguy hiểm đó các bạn. Để mình sẽ cho hai cái con chó sói này nó đẻ con coi. Ôi, có vẻ như nó không đẻ con rồi. Nó mới đẻ các bạn ơi. Có một con nè. Rồi, để mình đi mình xích mấy cái con gấu này lại cái đã. Để nó chạy tùm lum nguy hiểm quá. Đó, mình đang chơi chế độ bình yên nên cái bọn gấu Bắc Cực này nó không có tấn công mình nha, chứ bình thường là nó tấn công mình luôn đó, dữ lắm. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ dắt mấy em gấu đen này đi vô chuồng luôn. Tập hôm trước mới có dẫn về thôi anh em à. Đi 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 mấy đứa ơi, đi nào đi nào. Có một em gấu nâu nữa các bạn à. Chỉnh sò liền. Rồi, hy vọng mấy con gấu trong chuồng nó không có thoát ra nha anh em. Đi vô mấy đứa ơi. Không đi linh tinh nha. Rồi, đóng cửa lại anh em. Đóng cửa lại. Đó, vậy cho nó an toàn. Thế là chúng ta đã có xong chuồng của bốn em gấu đen rồi nè. Quá là xịn luôn hen. Thì cái phiên bản MO Reactor này... Ui, cái con này nó xém chạy ra ngoài các bạn ơi. Thì cái phiên bản MO Reactor mình đang chơi á, là phiên bản 6.3.4. Để mình kiểm tra lại một lần nữa. Ôi, ở đây nó không có cho coi mod mình đang chơi rồi. 6.3.4 các bạn ơi. Nên là mấy con gấu con á, chúng ta không có thể thuần hóa được nha các bạn. Phải từ phiên bản cao hơn đó,
thì chúng ta mới có thể thuần hóa được gấu con. Tại phiên bản 6.3.4 này thì chúng ta chỉ có thể thuần hóa được gấu trúc thôi. Còn mấy em như là gấu bắc cực, gấu nâu, gấu đen thì không có được đâu nha. Ủa game gấu. Ui sao mà chạy tùm lum vậy? Để mình dắt nó lên em ơi. Đi lên đi lên. Trời ơi, dưới đây có một cái cọng dây nữa các bạn. Cọng dây này chế tạo khá là khó khăn, mình phải lấy đi. Rồi bây giờ phải nhảy nhảy để cho nó lên anh em à. Đó, dắt con gấu đi rất là khó đó các bạn, nó không có đơn giản đâu. Nhảy nhảy liên tục, đó nó mới chịu lên. Đó, đó. Hay chưa. Ok, bây giờ dắt nó vào chuồng gấu nâu thôi. Gấu nâu hay còn gọi là gấu xám. Gấu xám Bắc Mỹ anh em à. Rồi, voi nó kêu kìa, khá là xịn sò ha. Voi thì hiện tại mình đã tìm hết được 4 loài voi rồi. Voi châu Phi thì đây, đó. Hai loài voi mammut và một loài voi châu Á thì mình đã tìm hết luôn rồi. Rồi, để bây giờ mình dắt gấu vô. Dắt gấu vô chuồng. Đi vô, đi vô, đi vô. Không, mấy cái con kia nó chạy ra hết bây giờ. Ok, xong rồi các anh em ơi. Chuồng gấu xịn sò rồi. Ồ, giờ đã có khá là nhiều gấu nè. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta, đó chính là xây chuồng cho gấu bắc cực nha các bạn. Thì chuồng cho gấu bắc cực mình nghĩ là sẽ làm nó bự hơn chuồng của những em gấu còn lại các bạn ơi. Ây da, coi bộ khá là căng thẳng đây. Chúng ta sẽ ốp mấy cái snow này nè ở dưới đó để cho nó trong lạnh giá hơn nữa. Rồi bây giờ để mình tiến hành mình lấy mấy cái stone brick ra đi. Chúng ta sẽ chia sổ cái loại stone brick này nha các bạn. À, hay là mình xài chuồng kiểu này ta. Chắc xài chuồng kiểu này quá. Cái này là stone brick hay là cobble stone vậy ta? Để mình chia sổ thử coi. Đây là stone brick các bạn ơi. Ôi, thôi kệ. Làm cái loại đó cũng được, không có vấn đề gì hết. Đây, stone brick cái loại này nè. Để mình chia sổ một mớ đã. Mình còn stone brick không ta? Mình có cobblestone. À, cobblestone chắc mình sẽ chia sổ nó thành cái loại màu trắng này nha các bạn. Đó. Sẵn lấy luôn glowstone nè. Trời đất ơi. À đây, may quá. Vẫn còn. Chia sổ nó thành stone brick nè. Là một phát nữa nha các bạn. Ủa, cái này là cobblestone. Trời đất ơi. Làm tôi hú hồn mà. Cobblestone thì cắt vô thôi. Rồi, chắc chuồng này thì mình sẽ làm nó to hơn nè. Ây da, đại khái làm nó 25 ô trước nha các bạn. Chúng ta sẽ ra 24 ô nữa đi. Rồi, đẩy mấy cái em gấu này đi vô. Lì quá à, đi vô đi mấy đứa. Cái đứa mày lì quá hả? À? Nói không có chịu nghe đúng không? Đi vô. Đi vô. Ôi nó lì vãi cái trưởng các bạn ạ. À. Rồi nó sẽ to hơn cái chuồng của mấy em gấu còn lại 3 ô nha bạn. Làm nó hơi bị trên lệch một xíu nhưng mà chắc cũng không sao đâu ha. Làm gì nó to quá không ta? Thôi khỏi đi. Vẫn tiếp tục là 22 ô nha các bạn. Rồi. Vì cho nó ổn định ha. Rồi chúng ta sẽ lắp những cái cobblestone vào mấy cái góc như thế này. Cái em gấu này lì vãi chưởng à, nó đi linh tinh hết à. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xây tiếp nha các bạn. Thì mình sẽ kéo ra 20 ô. À, 20 ô bằng cái loại stone brick chisel và một ô bằng cobblestone ở mỗi góc nha. Cái chuồng vẫn giữ kích thước là 22x22 nha các bạn. Mình định làm cho nó chênh lệch ra một xíu nhưng mà chắc không được rồi. Ok, tiếp tục. Phần bên này cũng 20 ô luôn nha. Ủa, có một cái cọc ở đây. Hú hồn con chồn à. Rồi, bên đây mỗi bên thì ra 7 ô đi. Ok, bên này cũng 7 ô luôn nha các bạn.
Chưa được rồi, 8 ô. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ làm mấy cái cửa thôi, rất là đơn giản anh em ạ. Cửa nè. Tất cả đều bằng Stone Brick và Copper Stone đã chia sổ hết nha. Đó, đơn giản liền. Chuồng này thì chúng ta sẽ chia sổ để mà tạo thành cái này nha các bạn. Stone Brick, loại này. Cái loại như mà xài của chuồng voi châu Phi á. Ok, lên tiếp nè. 1, 2, 3 ô. Đó. Và cái ô trên đây chúng ta sẽ dùng cobblestone đi. Ok đi, vậy cho nó khác biệt một xíu. Rồi, mình sẽ tiếp tục kéo cái phần khung ở trên ra luôn nha anh em. Ây da, tôi đi lố rồi. Đó. Rồi, tiếp tục nối những cái khung này lại. Ây da, xoay nó cứ lố đà không à. 1, 2, 3 ô nè. Đó. Còn lại chúng ta sẽ up stone brick. Ủa, hết stone brick rồi. Thì chúng ta sẽ chi sô tiếp tục. À, chỉnh trò ngay. Thì cái chuồng của cái bọn gấu bắc cực này các bạn, thì mình sẽ xây những cái nhà như là igloo á, cho tụi nó ở trống luôn. Chắc mình sẽ cho hai con ở trong igloo và hai con ở ngoài quá, cho nó xịn sò hơn. Ủa, cái con gấu này nó lì vậy chưởng các bạn ạ. À. nó muốn chạy ra ngoài không à. Để tí mình sẽ lôi cái em gấu ở phía này nè, lôi nó vô trong mới được. Rồi, còn sau này mình sẽ làm chuồng cho mấy em chó sói của mình nữa. Ây da, thôi xong tôi rồi. Để mình teleport lên lại coi. 77 đi. À, vừa đủ luôn. Máy nói chuyện quá, đi nó bị té. Rồi, thế là xong về cái phần ở trên luôn nha các bạn. À, con chó sói nhỏ bây giờ nó lớn rồi các bạn à. Ui vãi chưởng à. Để mình cho hai con này nó ăn. Đó, và nó sẽ tạo ra một con chó sói con nữa nha các bạn. Quá đã. Rồi, thế là chúng ta đã có được 4 em chó sói. Quá nó xịn sò luôn rồi. Ôi, đã vãi chưởng. À, sau này mình sẽ làm nhà cho tụi nó nha. Rồi, còn bây giờ thì dắt em gấu này vô cái đã. Mày lì quá à. Đi vô. Đi vô, đi vô. Muốn nó đi vô chúng ta phải nhảy nhảy lên nha các bạn. Thôi, đi đường vòng vô đi. Trời, nó đi mất thời gian quá. Như các bạn biết là hồi đợt mình... Ốc. Con này nó đi đường gì vậy? Hay. Xịn sò nha. Rồi, chúng ta sẽ lắp thiệt là nhanh nha các bạn. Như các bạn biết là hồi đợt mình có dắt cái bọn này đi về nhà với một cái hành trình rất là gian khổ luôn. Nói chung là rất là cực các bạn ơi. Bọn này nó bướng lắm. Và mình phải để ở chế độ bình yên á mới dắt bọn này đi được đó các bạn. Rồi, để mình chỉnh cái cây quanh qua chế độ khác coi. Đó. À. Chỉnh sợ hơn liền. Rồi, bên này cũng ra 3 ô luôn nha các bạn. Tiếp tục là hai cái bên cuối cùng. Chuồng này thì mình vẫn sẽ dùng Reinforced Glass nha. Để chúng ta nhìn cho nó rõ hơn nữa. Ôi, tôi phải lấy này ra mới được. 1, 2, 3. Rồi, đủ rồi nha các bạn. Bây giờ là up Reinforced Glass vô thôi. Hình như Reinforced Glass tôi chưa chi sô thì phải. Đây.
Có rất là nhiều luôn. Và chúng ta phải chia sổ cái số này ra mới được các bạn ơi. Trời, nó cũng sắp tối luôn rồi. Nhanh vãi. Mới làm có một chút xíu à. Mà trời nó tối luôn rồi. Ok. Chia sổ nó thành Reinforced Glass. Ây ai da, lộn rồi. Lộn thành cái này là cái gì đây? Ancient Glass. Kính cổ đại các bạn à. Ồ, rồi. Bây giờ đi up đồ thôi. Mấy cái kiến này mà chúng ta đặt nhầm á thì đặt ra nó rất là cực luôn các bạn ơi. Kiến này nó chắc lắm. Ồ. Chính xác hơn rồi đó. Xong bên này luôn nè. Ôi, nó bị lỗi nè các bạn. Thì khi nó bị lỗi như thế này á, chúng ta chỉ cần đặt một cây đuốc đó, rồi đập đây là nó sẽ trở về bình thường luôn rồi. Cũng không có gì khó khăn đâu anh em ơi. Rồi, và đây là cái mặt cuối cùng nha. Đó, thế là xong. À quên, làm cái cửa cho cái bọn gấu bắc cực này nữa. Thì cái loại cửa mình sẽ sử dụng là Carpenter Door nha các bạn. Đó, xài cửa đó chúng ta ốp vào cho nó sang trọng một xíu. Đây chúng ta có Carpenter Block nè. Tạo ra hai cái cửa và bốn cái nút nữa là ok. Ồ, vừa kịnh luôn ta. Sao hay quá vậy? Đâu rồi, mấy cái work slab hồi nãy mình để đâu rồi ta? Đây rồi các bạn ơi. Ok, có vẻ là xịn sò rồi đó. Bây giờ là ốp cửa lại. Rồi, ốp mấy cái nút lại luôn. Mình sẽ lắp vào cái loại đó chính là thạch anh nha các bạn. Đó, tạo thành cửa trắng, nhìn cho nó xịn sò hơn nữa. Ồ, nhìn đã chưa. Rồi, còn hai miếng work nữa. Hai cái miếng work slab nữa là xong. Ok, cơ bản đã xong cái chuồng rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lắp sàn bằng tuyết luôn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đào nó lên cái cây. Rồi, chuẩn bị lắp sàn anh em ơi. Hy vọng mình đủ tuyết. Ok. Trước tiên là phía bên này trước đi ha. Chúng ta sẽ lắp từ từ các bạn à. Rồi sau đó di chuyển mấy em gấu đi. Thì tại nơi cái chuồng gấu này á, hồi trước là một cái núi đó các bạn. Mình phải đào cái núi đó ra và làm phẳng nó như thế này nè. Đó, các bạn có thể thấy nè, đây là dư âm của cái núi nè. Nó chỉ còn lại có mấy miếng à. Đó, phải đào ra như vậy thì nó mới phẳng lì như thế này đó các bạn ơi. Dưới đây các bạn có thể thấy con sông nè. Xịn sò nha. Ok, qua bên đây ba ô nữa đi. Đó, chỉnh cho liền. Rồi, xong phần đó rồi các bạn ơi. Thuận tiện thì mình sẽ tiến hành ốp một lần 6 cái khối tuyết luôn để mà kéo ra cho nó nhanh. À, chúng ta phải chỉnh lại chế độ nữa. Quên mất. Rồi. Nhìn nó có vẻ lạnh lẽo hơn rồi đó các bạn à. Rồi, xịn xò rồi. Ây da da, mém tí lọt xuống dưới luôn. Nguy hiểm quá. Hy vọng mấy con gấu nó không có tới gần chỗ này. Rồi, tiếp tục kéo ra thôi các bạn ơi. Ủa, mình không có thể kéo qua theo cái chiều này hả ta? Để mình dùng thử một cái cây quan khác coi. Tôi có đem theo cây quan nào nữa không? Cây quan này chỉ kéo được chiều dọc thôi các bạn ơi. Chỉnh lại thì nó khá là mất công. Nên mình sẽ dùng một cái cây quan khác để mà chỉnh như vậy, kéo cho nó nhanh. Bây giờ các em gấu này nhảy lên đi.
chỗ người ta đang xây. Xong được một mớ rồi các bạn ơi. Để mình tính coi, mình sẽ cột mấy em gấu nó chỗ này quá các bạn. Đó, chúng ta sẽ cột tụi nó nha. Rồi, cột hai con vô đây trước đi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cột hai con còn lại. Hai em còn lại vô trong này luôn. Đó, rồi, xịn sò rồi đó. Giờ mình sẽ chặt mấy cọc này đi luôn nha. Sẵn tiện chúng ta sẽ lắp tuyết ở cái phần bên này nha các bạn. Vì đang có gấu trong chuồng á, nên chúng ta xây dựng hơi khó khăn một xíu, nhưng mà không sao. Cái chuồng nó cũng khá là nhỏ mà. À, chỉnh cho ngay. Rồi, ta là ngon lành cành đào anh em ơi. Mình sẽ tiếp tục lách cho xong cái phần nền bằng tuyết luôn nha. Hy vọng mấy em gấu này nó đừng phá mình, đừng phá tôi nhen. À, xong xuôi luôn anh em ơi. Rồi, chỉnh sò rồi đó. Quá đã. Thế là đã có được chuồng gấu rồi nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ sẵn tiện thì mình sẽ lắp glowstone vào luôn nha các bạn. Đó, để cho quái này hạn chế xuất hiện. Glowstone lắp như thế nào tôi quên rồi ta. Cách ra mấy ô ta? Cho mình nhớ coi. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ô cục thì phải. Đúng không vậy? 1, 2, 3, 4. Đúng rồi các bạn à, 4 ô một cục. Rồi, cái này thì mình sẽ làm rất là nhanh thôi. Đó, và một cục nữa nằm ở đây. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn giống qua thôi. Đó, không cần phải đo lại cho nó mất công. Đó, xin chào liền. Bên đây cũng giống qua nữa nha các bạn. Chỗ quái nó hạn chế xuất hiện đi. Ha, khá là đáng tiếc. Tại vì mình đang chơi cái phiên bản MMO Creator cũ anh em à. Mình mà chơi phiên bản MMO Creator mới á, là chúng ta có thể thu phục mấy cái em gấu con rồi đó. Tính ra thì hôm bữa mình gặp toàn là gấu con thôi các bạn à. Nhưng mà mình không có thể thuần hóa được, tại vì đang chơi mod cũ mà. Khá là đáng buồn đó. Rồi, chỗ này nó đã sáng lên rồi đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành xây cái igloo ở phía bên này nha các bạn. Chắc mình sẽ làm cho nó hơi to ra một xíu đi. Ra 7 ô đi ha. 7 ô hay là 8 ô gì đó. Đó, dài 6 ô, dài 5 ô đi ha. Bên này thì dài 6 ô. 6 ô bên này. Bên này nó cũng phải dài ra một xíu các bạn ơi. Chỗ này chúng ta sẽ làm cái cửa. Chắc mình sẽ đập mấy cái glowstone này đi. Tí mình sẽ lắp lại sau nha. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái igloo nó không có được tròn lắm nha. Đó. Chỉnh sò liền. Ok. Thì cái này nó sẽ cao 3 ô nha các bạn. Nhìn cho nó cao cao một xíu đi. Rồi, chứ chỗ phần này thì cao 2 ô là được rồi. Hay là cái phần cửa. Cao 2 ô.
Đó. Nhìn xịn sò hơn rồi. Bên đây cũng vậy, lên 3 ô trước đi. Hy vọng là mình đủ tiết các bạn ơi. Mình sợ mình thiếu tiết quá à. Đó. Oai, để mình nhìn coi thử coi. Rồi, mình cũng được chứ nha. Đó, chỉnh so. À. Vì chỗ này nó cũng phải có một cục như thế này nữa. Thì mình vừa đi farm thêm tiết để vào phòng trường hợp nó bị thiếu đó các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành xây như thế này luôn nha. Rồi. Chỗ này nó cũng khá là cao ha. Ủa cái phần bên đây nó bị, nó có thụt vào không ta? Có vẻ là nó vẫn xây bình thường thôi các bạn ơi. Hy vọng là mình không có thiếu tiết. Đó, chỉnh chờ. Cái này mình cũng sẽ đập đi đi. Đó, để nó sẽ rất là xấu. Rồi. Có vẻ vậy là chúng ta xong một cái igloo rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho mấy cái em gấu của mình đi vô đây mà ngủ. Rồi, vừa đủ luôn nè. Đây cái này dư cái này nè. Nhìn nó kỳ kỳ. Bên này cũng dư cái này nè. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã xây xong cái igloo rồi nha. Rồi, có thể cho mấy em gấu Bắc Cực vô đây ngủ được nè. Rồi, hai con chắc nó vừa đủ cái này đó các bạn. Rồi, ở đây thì mình cũng sẽ tiến hành thắp sáng chỗ này luôn nha. Để mình tính toán coi. Rồi, mình sẽ thắp sáng như thế này nha các bạn. Xịn chưa? Ồ, ồ. Ok, xong xuôi luôn rồi. Quá đã. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gắn close stone lại nha. Cái cây sạn nó đào nhanh quá à. Phía bên này bị thiếu close stone nè. Rồi, chỗ này một cục nữa. Xịn sò ngay. Cho bọn quái nó đỡ xuất hiện các bạn. Không mà nguy hiểm lắm. Ok, xong xuôi. Chỉnh cho liền. Xong được cái igloo rồi nè. Mình vừa đi hái mấy cái hoa đỏ về các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành tạo những cái progress này nha. Đó. Và mình sẽ chuyển cái số này thành cái red wool. À, chúng ta sẽ làm những cái tấm thảm màu đỏ. Rồi, 30 tấm. Hy vọng là đủ ở trong này. Ồ. Xài thảm đỏ cho cái tụi gấu nó ngủ luôn các bạn ơi. Nó sang trọng vãi chưởng. Ôi, không đủ rồi bạn ơi. Chắc mình phải đi hái thêm thôi. Ôi, bên này có một cái đồng hoa đỏ luôn thì phải. Ôi, rất là nhiều hoa đỏ luôn nè. Xịn nha. Chúng ta sẽ dùng cái cây xích cồ này nè để mà hái cho nó nhanh. Cho nó nhanh. À, gọn trơn anh em ơi. Bên đây nữa nè. Xích cồ. Rồi có rất là nhiều hoa hướng dương ở đây luôn ha. Chỉnh trò nha. Về nhà và chế tạo thêm những cái rose red thôi. Chúng ta sẽ tạo thêm mấy cái tấm thảm đỏ này đi. Mình không có dùng cái loại thảm trắng hay là thảm màu khác đâu. Xài màu đỏ cho nó ấm áp anh em à. Đó, mấy em gấu sẽ vô đây và ngủ nha. Chỉnh cho liền. Thì tại vì mình đang chơi cái phiên bản cũ á. Ôi, nó tự chui vô luôn các bạn ơi. Xịn vậy. Ồ, nhìn hấp dẫn qua chữ ngang.
Tại vì mình đang chơi phiên bản cũ á, nên mình không có thể thuần hóa được mấy cái em gấu Bắc Cực con, gấu đen con cũng như là gấu xám Bắc Mỹ con nha các bạn. Nói chung là rất là đáng buồn luôn, mà thôi kệ các bạn ơi, biết sao giờ. Chịu vô mấy đứa ơi, đi đâu linh tinh vậy? Mình sẽ dắt hai con đi vô nha các bạn. Rồi, dụ nó qua bên này trước, dắt nó vô. Một con nó tính chui ra ngoài kìa các bạn ơi. Rồi đây mình sẽ lắp cái cửa lại. Hy vọng nó không có thoát ra ngoài được. Ok, giờ chúng ta sẽ teleport ra ngoài thôi. Xịn xo liền. Thì cái em này đi chỗ khác đi. Đó. Rồi, trong này sẽ có được hai em gấu nha các bạn. Cho nó ngủ đông ở trong này luôn. Ở ngoài thì sẽ là hai em gấu được tự do. Ok. Sẵn tiện mình sẽ chặt mấy cái hàng rào này đi. Như là mình sẽ trồng mấy cái fruit sapling nha các bạn. Đó rồi. Để mình kiếm cái fruit sapling coi nào. Mình sẽ trồng chỗ này một cái cây đi ha. Đó. Oài, xịn sò liền. Đúng chất. Cây ở vùng lạnh giá luôn các bạn. Trời, cái này một cái cây nữa đi. Ồ, thế là xong. Rồi, và mình đã trang trí xong cái phần ở dưới mấy cái gốc cây rồi nha các bạn. Đây là những cái cây lá kim nè. Hình như mình để nó khá là gần mấy cái glowstone. Hy vọng nó không có làm tan chảy cái số tuyết này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo luôn mấy cái khối bắc ice này đi ha. Đó, chúng ta sẽ tạo như thế này nha các bạn. Ôi, như vậy thì không có được rồi. Để mình đập ra lại đi ha. Cái cây sẻn của mình có siêu thích nên là không có sao anh em ơi. Đó, tạo những cái trụ tiết đó các bạn ơi. Như vậy thì nó cao quá ha. Đó, tạo những cái trụ. Những cái trụ băng nhưng nó cũng hấp dẫn. Ở bên đây cái nữa đi ha. Chỗ này đang thiếu nè. Dạ, đi chỗ khác đi. Phá không à, chỗ người ta đang làm câu chuyện. Đó, xịn sò hơn rồi. Chỗ này một cục nữa đi các bạn ơi. Đi ra. Rồi, ba trụ thôi các bạn ơi. Ok. Ô, trên đây nó có nhảy lên được không ta? Chắc không nhảy lên được các bạn ơi. Mình sợ làm cao quá thì tụi nó nhảy lên á. Rồi, có vẻ là xong xuôi video ngày hôm nay luôn rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hôm nay mình đã xây xong cái chuồng cho mấy em gấu Bắc Cực rồi nha. Đó, xây cái igloo cho hai con ở. Và mình thả tự do cho hai con ở ngoài nha. Thì nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ vào cái chuông ở bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.